Chào các bạn á. Trước mặt các bạn là cái thành phẩm tôm sốt me ăn với mì siêu cay mà chúng tôi vừa làm xong. Bây giờ mời các bạn xem cái quy trình cũng như công thức làm món này như thế nào nha. Dear friend, in front of you is the finished product of the shrimp with a super spicy noodle we just made. Now we invite you to watch how to make this recipe. Chào các bạn, hôm nay mình vào bếp mình làm cái món tôm sốt me mình ăn với mì siêu cay. Thì mình cần những thứ sau đây: 1 kg 2 tôm, 3 gói mì, 3 muỗng canh sốt me, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/3 cà phê tiêu, 1 muỗng canh tỏi, 1 muỗng canh hành tím băm, nửa muỗng cà phê ớt tương ớt, với 300 cà ram bông cải. Thì bây giờ mình qua bếp mình làm tôm á các bạn. Bây giờ dầu nóng mà mình cho chút hành tỏi à. Mình cho tôm vô mình chiên sơ cái tôm á. Xong rồi bắt đầu mình vớt ra rồi mình sốt với nước me các bạn. Tôm thấy đỏ đẹp không? Cái tôm này á, hôm nay mình làm cái tôm này sốt me. Sốt me giờ mình ăn với là mì siêu cay á, rồi mình ăn cho thêm cái bông cải nè các bạn, ăn với bông cải nữa. Đây mình làm cái món khác này nè, không mà thấy đã không các bạn ha. Lâu lâu ngày mình cũng đổi món chút mà. Thì nước đây cũng sắp sôi rồi, mình trụng cái bông cải nè. Đây, một cái bông cải này mình cho vô chút xíu muối rồi. Mình trụng cái bông cải, mình cũng trụng sơ sơ để cho nó giòn đó các bạn. Rồi bây giờ nước sôi rồi, mình trụng cái bông cải nè các bạn. Đây, cho cái bông cải nó vô. Cái bông cải này là mình chỉ trụng sơ thôi, mình không cho nó chín á, để cho nó giòn giòn đó các bạn. Chút rau vô nó mới ngon. Bởi hôm nay mình sẽ trụng bông cải. Cái bông cải này xong rồi các bạn. Bây giờ mình tắt lửa, mình
cho ra chút chừng 36. Giờ cái tôm đây á, giờ cũng xong rồi, giờ mình cho ra cái tô đi. Chiên tôm rồi, bây giờ mình cho ra, ra rồi mình cho cái dầu đi ra, mình bắt đầu mình chiên, mình cho sốt me nè. Chụp, bên đây mình ăn cái món này là cái siêu cây á. Cho cái nước dầu ra. Bây giờ mình cho vô, mình cho nó vàng đây. Đó, có dầu không? Có, một muỗng dầu. Chứ cho tỏi băm nữa, chứ hành. Bây giờ nó vàng rồi. Bây giờ mình cho một lên nước me, cho ba muỗng canh nước me vô. Hết me một tí. Rồi mình cho nước mắm một ly, đường, muối, tương ớt. Me nó chua, các bạn mình phải cho đường nhiều nhiều chút. Rồi. Bây giờ mình cho nó coi xuống cái nước me. Mình cho tôm vô nè. Mình phải làm nó bột ngọt và chua chua các bạn. Là mì siêu cây của Hàn Quốc này, thấy rất nhiều người thích cái loại mì của Hàn Quốc này. Con nít ở đây 5-7 tuổi nó cũng thích ăn mì cây luôn, nó cứ đòi ăn mì cây. Để xem các cái loại mì ăn liền thì các loại này là của Đại Hà là ngon nhất. Bây giờ nước sôi mình bỏ cái mì vô mình trộn nè.
Rồi bây giờ mình luộc mì xong rồi mình có cho ra dĩa mình ăn với kèm với rồi cái bông trót ra đi cả bông cải á, bông cải xanh thấy không chẳng à mẹ ơi. Bây giờ mình cái mì được rồi, bây giờ mình vớt mì ra mình siêu cây ra nè. Rồi bây giờ mình trộn vô đây, bây giờ mình trộn nước mình trộn là rong biển nè, hôm nay nó có rong biển. Giờ mình cho nước sốt cho nữa nè. Đây. Siêu cây mà. Còn gói nữa. Đây. Hấp dẫn nha các bạn. Đây. Vậy là xong, mình cho ra dĩa. Mình làm cái món tôm sốt mê ăn với mì siêu cây xong rồi, giờ mình mời các bạn ha. Cái mì siêu cây đây ăn với tôm nè, chứ kèm với bông cải xanh á các bạn. Giờ mình mời các bạn ăn thử không, giờ mình ăn thử à. Ăn kèm với bông cải xanh á. Cay không các bạn ơi? Cay nhưng mà nó ngon. Rồi ăn với tôm nữa. Tôm mình sốt chứ là nước mè á. Rồi nó cay. Ăn thì thấy ngon các bạn, mà nó cay quá. Giờ mời các bạn uống nha, nước. Uống nước này, nước bự nè. Nó cay mà mình uống miếng vô miếng nước cá nước đá vô nó cũng bớt cay các bạn. Thì ngon ngon thì có ngon nhưng mà cay á các bạn. Nhưng hôm nay mình đã làm xong cái món tôm xào tôm với ăn với mì cay rồi đó. Giờ mình cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn vui vẻ, may mắn hơn. Hẹn các bạn lại video kỳ tới ha. Bye. Thank you for watching.